Chiếc SUV hiệu suất cao của Land Rover, Range Rover Sport vừa cán mốc doanh số 1 triệu xe tính từ lúc ra mắt đến hết năm 2020. Trải qua hơn 15 năm có mặt trên thị trường, chiếc xe này đã góp phần tạo nên thương hiệu Land Rover trên toàn thế giới, cũng như giúp định nghĩa phân khúc SUV, một phân khúc đặc trưng của hãng xe Anh Quốc. Range Rover Sport ra mắt lần đầu tiên vào năm 2005 tại triển lãm ô tô Detroit, Bắc Mỹ. 8 năm sau, thế hệ thứ hai của chiếc SUV này chính thức được giới thiệu với màn ra mắt vô cùng ngoạn mục tại thành phố New York vào năm 2013 với sự hỗ trợ của nam diễn viên Daniel Craig. Liên tục những năm sau đó, Range Rover Sport đã liên tục chinh phục những thử thách và xác lập những kỷ lục thế giới như chinh phục đường đua địa hình dạng dốc Pike Peak Hill Climb ở Mỹ vào tháng 3 năm 2013 và sau đó thiết lập kỷ lục băng qua sa mạc Amphitheater nhanh nhất ở Ả Rập Saudi vào tháng 11 năm 2013. Vào năm 2018, Range Rover Sport lần đầu tiên xác lập kỷ lục thế giới khi hoàn thành toàn bộ 999 bậc thang để đến cổng trời nổi tiếng ở Trung Quốc. Năm 2020, dòng xe Range Rover Sport đã được nâng cấp với khối động cơ diesel Ingenium 6 xi lanh mới với công nghệ hybrid nhẹ. Các mẫu phiên bản đặc biệt mới cũng như hệ thống truyền động P400e PHEV đã ra mắt trước đó, mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tại Việt Nam, Range Rover Sport cũng đã được nhiều khách hàng sử dụng. Xe đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá bán từ 4 tỷ 815 triệu đồng.